Chào các bạn học viên, chúng ta tiếp tục học bài số 4, Edit Pre. Đây là cái kiến thức khó, phạm vi kiến thức nó rất là rộng, nên là học hoài không có đủ, không có hết đâu nha. Trong cái video này, chúng ta tiếp tục xử lý một cái tình huống khác của Edit Pre. Đó là xử lý tình huống làm tường nhà, đục cái cửa sổ và đặc biệt là làm một cái cầu thang theo một cái cách của Edit Poly. Nào, thầy đã chuẩn bị sẵn ở đây một cái mặt bằng nhà để rút ngắn cái tiến độ thời gian clip. Thế thì như thế này, chúng ta có một cái bức tường như vậy ha. Một cái bức tường, chỗ này là cái cửa sổ này, chỗ này cái cửa chính đi ra vào này. Cái tường nhà nó rất là cao nên chúng ta sẽ có phải lối cái tường, chúng ta chưa tính đến cái đà thì lối cái tường. Thế nên là thầy làm một cái ví dụ nhanh thôi để các bạn hiểu cái tình huống như này này. Ví dụ như vậy, thầy sẽ xử lý cái tình huống cái tường nhà bằng một cái cách như thế này. Có nhiều cách nha, để xử lý tình tường nhà nhiều cách lắm. Chúng ta sẽ vẽ một cái bốc ở cái dạng bắt dính. Bắt dính 2.5 thì sẽ vẽ từ đây, ví dụ cái tường nhà này, cái chỗ này nó đục, nó sẽ bắt đầu từ đây ha, nó kéo tuốt luốt đến kéo đến đây ha. Cao lên chỗ này là, nhớ nhà này là cao tới 3,5 m, 3,7 m gì đó ha, cứ cho là 3 lần là 500 đi ha. Đó, đây là một cái khúc tường nhà nữa ha. Cái khúc tường nhà này không phải vẽ bằng bốc. Tất nhiên các bạn vẽ nhiều cách bằng cái bốc, đây là một cách xử lý cái bốc này, nhưng chỗ này nó phải đục cái cửa sổ nữa đúng không? À, còn cái chỗ này nó không xử lý bằng bốc bởi vì nó ẹo kẹo quẹo này. Thế thì chúng ta có thể xử lý bằng cách khác. À, nhưng mà rồi chúng ta sẽ phải liên kết chúng nó vào với nhau như nào. À, chúng ta dùng cái line nhấp đây cái, nhấp đây một cái, nhấp đây, nhấp đây thì nó bắt dính. Nó bắt dính. Lâu lâu xui xui nó bắt không dính, nó bắt trượt vào cái điểm nào đó thì chúng ta sửa lại cái điểm đấy thôi. Chúng ta xchớt lên cũng 3,500. Như vậy bằng hai cái cách chúng ta xử lý được hai cái đoạn tường nhà. Nhưng khổ một cái lỗi, bây giờ là chúng ta phải xử lý hai cái tường nhà này ha. Làm sao để cho nó lối lại với nhau, hai cái tường độc lập nó lối ở đây. Thì tất nhiên có một số bạn và rất là nhiều người, kể cả sau này đi làm, cũng đều là vẽ ở đây một cái bốc. Đó là cách xử lý không ổn lắm. Lý do là với cái tường nhà, nếu tô màu một cái màu đơn như thế này ha, nếu lúc các bạn làm vật liệu tô màu đơn này thì chả nói làm gì. Nhưng mà nhiều lúc áp cái mát gì đó vào ha, gạch đá gì đó, hay là tường sơn nhám sần sùi, thế thì ba cái bốc là ba cái xử lý mát độc lập à? Không phải. Cách đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, tư duy như vậy là không có được. Nên chúng ta sẽ có cách xử lý khác, nó professional hơn. Bằng cách như này, hai cái độc lập, chúng ta click chuột phải, convert sang Edit Poly, và chúng ta sử dụng phím F-Tag ở đây. F-Tag, để chúng ta sẽ F-Tag cái thằng quỷ này vào với nhau. Như vậy, bây giờ hai cái thằng này là cùng một đối tượng rồi. Cùng một đối tượng. Bây giờ chúng ta đi xử lý cái cạnh lối hai cái này với nhau bằng lệnh verb thôi, cái cầu lối thôi. Như vậy chúng ta sẽ có được một cái khối độc lập ha. Và xử lý map là xử lý một khối toàn cục thôi, không phải xử lý ba cái map nữa, ba cái khối nữa, chết mệt lắm. Nên chúng ta chọn cấp độ 2, tôi chọn cái cạnh này, chọn cạnh này, có phần nhấn an xoay qua bên này, chúng ta xử nốt em bên này, control chọn thêm, chọn thêm là chúng ta được cái bốn cái cạnh ha. Xử lý bốn cái cạnh bằng cách click chuột phải, côn lách, chúng ta được một cái đường dẫn lối giữa hai cái này ở đây ha. Ok, nhưng đường dẫn này nó sẽ phải cao, nên ít nhất là thông thường cửa chính nó sẽ phải, thường thì không làm 2,200 mà nó sẽ phải là 2,500 hoặc 2,700 ha. Đó, thì cứ cho nó là 2,700 đi ha. Đến chỗ này là 2, đó, nó ở đây thì chúng ta sẽ phải lối chỗ này qua chỗ này lại. Nên là chúng ta chọn mặt, chọn mặt này, chọn mặt này, đó, hai cái mặt, được chưa? Nhiệm vụ chúng ta là làm lối qua thôi, nên chúng ta dùng cái lệnh work ngay lập tức nó lối lại. Như vậy chúng ta có được cái khối đồng nhất, được chưa?
Còn lại bây giờ quay sang cái chỗ này, cháu nó có một cái cửa sổ nữa nè, đó đây nè, cái cửa sổ đây nè. Thế chúng ta phải xử lý lốt cái chỗ này bằng cách chọn cái, chúng ta quét chọn ở đây là chúng ta có được bốn cái đường này này, bốn cái đường này, chúng ta xử lý hai đường cũng được chứ không cần bốn. Thực ra là chọn bốn là trường hợp chúng ta xử lý các version 3D Max ở phiên bản dưới 3D Max 22. Nhưng khi các bạn xử lý 3D Max 22 thì các bạn làm nó dễ dàng hơn nhiều bằng cách như này, thay vì chọn 4 à, phải giống như các phiên bản cũ chúng ta chọn 2 này thôi. Click chuột phải chúng ta côn lách ha. Chúng, nhưng mà chúng ta côn lách được hai đường, để chúng ta được hai đường như này thì cũng chưa biết nó bao giờ ở đâu, nên là làm đại đại này đã. Xong chúng ta sẽ phải quay lên mặt top, chúng ta kéo qua đây, muốn bắt dính thì bắt dính, không bắt dính thì thôi, thì cũng chả cần. Từ chỗ này nếu mà có làm cửa nó còn cái khung bao vào đấy nữa cơ, nên là nó cái chính xác 1 mm hay là 10 mm thì như nhau. Như vậy là chúng ta sẽ có được hai cái đường này. Bây giờ hai cái đường này này, bây giờ thì sẽ chọn, nó vẫn chọn cái hai cái này nhá, click chuột phải connect tiếp, chúng ta sẽ được hai cái đường này nữa ha, lại thêm được hai cái đường, cạnh trên cạnh dưới. Cái cạnh trên này này, nguyên tắc là nó sẽ ở 2200 ha, nguyên tắc là như thế. Thì người ta có thể làm 2700 bằng cái mép ở bên này cũng được. Thằng ở dưới này nguyên tắc xây dựng nó sẽ là 900, tất nhiên trong trường hợp này nó để bao nhiêu cũng được, 600 cũng được ha. Rồi, đây chính là sự vi diệu của cái phần mềm 3D Max ở phiên bản 22 trở đi. Đó là chúng ta đục cửa sổ bằng cách chọn cái mặt này. Bình thường nếu phiên bản cũ chúng ta sẽ phải làm tiếp tục cái bên này như thế này này, y chang như thế nữa. Sau đó chúng ta dùng lệnh bớt cầu lối, chúng ta lối hai cái mặt lại với nhau, là chúng ta đục được một cái cửa một cách bài bản nhất. Trước đây nữa thì chúng ta cũng có thể sử dụng bằng cái lệnh Borland, Pro Borland mà thầy đã hướng dẫn. Đó là những cái cách không hề cũ và sẽ được sử dụng trong rất là nhiều tình huống khác nhau. Đục cái lọ, đục cái kia, đục thêm cái lọ, đục thêm cái kia là chuyện bình thường. Đục trần bỏ đèn gì đó. À, thế thì chúng ta ở đây chúng ta xử lý bằng cách rất đơn giản, vẽ được cái này, tạo được cái nét nối này để có được cái mặt phẳng này. Ok, chú ý nè, bắt đầu nhấn phím Shift, chọn trục Y, chúng ta vuốt qua bên này một cái, ngay lập tức chúng ta đục được cái cửa sổ ngon lành cành nào xịn sò như con bò. À, đấy. Đây là một cái tính năng nó lấy từ cái phần mềm SketchUp qua bên 3D. Bên SketchUp các bạn cũng có thể put hoặc là kiểu là chớt đấy, là put đấy, một cái mặt nào đó lên trên xuống dưới, bắt dính vào thằng này thằng kia, cao độ này kia. Bên 3D nó làm được y chang như vậy, thông qua các cái trục XYZ các bạn muốn bắt dính, các bạn kéo lên, chớt lên, kéo qua, nó đều có khả năng bắt dính được hết, đều khả năng bắt dính được nha, chứ không phải là không. Bây giờ là một tình huống nữa để thầy giúp các bạn xử lý cái edit poly xịn sò con bò hơn, trong một cái tình huống là chúng ta làm một cái cầu thang ở đây ha. Tình huống tường này coi như xong nhá, các bạn thực hành nhá. Nên tình huống thứ nhất là dùng lệnh bớt này để lối hai cái đố cửa lại với nhau này. Tình huống thứ hai là chúng ta chỉ cần đục cái tường này để làm cái cửa sổ, thông qua một cái lệnh là nhấn Shift vuốt thôi. Đối với 3D Max 2022 là như vậy. Các phiên bản cũ thì các bạn vẫn dùng lệnh bớt để các bạn lối hai cái mặt đằng trước và đằng sau bức tường là xong. Nhưng mà muốn lối được thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải cắt các cái cạnh, các cái mặt này để tạo thành cái mặt này chuẩn để lối nha. Ok, bây giờ chúng ta sang một cái tình huống khác, là một cái tình huống của một cái mặt bằng như thế này. Các bạn chọn mặt bằng này, nhấn Z là nó sẽ nhảy lên bằng cái đúng cái giao diện của chúng ta ở đây. Bây giờ chúng ta xử lý cầu thang thông qua một cái lệnh hình from X của cái poly. Nó rất là hay để các bạn làm cầu thang. Thông thường làm cầu thang nó rất là loằng ngoằng trong nhiều tình huống khác nhau, mỗi tình huống xử lý một cách nha. Thế thì đây là một cái cách mà các bạn xử lý những cái cầu thang chữ U, bình thang chữ L bình thường thôi. Còn tình huống như thế này thì nhiều bạn sẽ vẽ từng cái, từng miếng cầu thang ra xong đặt lại. Như vậy thực ra là nó cũng không có hẳn là hay. Đối với cái mặt cầu thang, mặt gỗ, mặt đá thì chúng ta sẽ đặt từng cái thế thật.
Thế nhưng mà đối với cái thân cầu thang ấy, nghĩa là cái phần đổ bê tông xây tô ấy, thì các bạn lên rẽ một cái thôi nha, đừng 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 vẽ cả đống trong đến lúc áp vật liệu cũng mệt nha. Thế thì vẽ như nào, chúng ta có thể bắt dính đây cũng được. À, ví dụ như thế này thì sẽ vẽ ở đây một cái bốc từ đây đến đây. Đấy, bắt dính vào luôn. Nhưng mà vấn đề là như này này, được chưa? Quên. Chúng ta bắt dính, vấn đề là chúng ta đánh kích thước ha. Bởi vì cái cầu thang này này nó còn một bậc ở dưới đây. Về nguyên tắc cơ bản, mỗi bậc nó sẽ cao là 170, 150, 170. Nhưng trong trường hợp này, giả sử là cứ 170 đi nha. Đó, thì là 170 này ha. Đó, là chúng ta sẽ có được một cái bậc cầu thang như thế này. Đó. Nhưng mà hai bậc lên thì cái này sẽ là 340. Đó, vì còn bậc ở ngoài đây này. Tất nhiên cái bậc này về lý thuyết nó có thể là 170, 150 hoặc là thấp nữa. Bởi vì nó phụ thuộc cái cốt sàn nữa. Ha. Nhưng bậc trên này nó chuẩn nên là chúng ta cứ để nó là 340. Bây giờ là chúng ta sẽ dựa theo cái cầu thang này thôi. Chúng ta cũng chả bắt dính bắt dẻo gì nó nữa đâu. Chúng ta nhấn phím F. Chúng ta chọn nó, là S là bỏ cái bắt dính gì này. Chọn cái mặt bằng S này này. Các bạn có thể click chuột phải chọn Freeze Selection. Nó là ẩn nó đi. Ha. Ẩn nó đi. Để chúng ta, à quên, sorry, không phải ẩn mà là đóng băng. Đóng băng nó lại này, chúng ta nhìn theo nó thôi. Chứ chúng ta không thèm làm gì nó tới nó nữa. Thế thì đối với cái này chúng ta xử lý nó như thế này. Ờ, cái mặt chỗ này nó chỉ có một bậc cái này, bây giờ bắt đầu đi lên. Nó đi lên thì trên thực tế ở chỗ này là các bạn có thể cho từ đất nó lên cũng được. Ha, cũng không sao, cũng không sai. Trên thực tế nếu mà xây dựng, xây về phần xây dựng á, thì người ta đổ bê tông cái chỗ này và người ta xây chỗ này lên như thế này này. Nhấn phím số 2 chúng ta chọn hai cạnh này ha, click chuột phải chúng ta côn lách ha. Chúng ta được một cái đường này. Cái đường này nó sẽ có giá trị cao độ, nó sẽ là 170, thực ra nó không phải 170 ha. Đó, mà cái độ dày của cái này từ đây đến đây nó có 100 thôi. Nó dày có 100 à. Thế nên là chúng ta sẽ phải đẩy cái này lên thêm, nó là 240 chứ không phải là vì đây 340 mà. Nên là 240. Thực ra không cần chính xác nha, các bạn vẽ bao nhiêu cũng được nhé. Không ai bắt bẻ các bạn về cái này hết á, vì cái này nó thuộc về phạm vi xây dựng. Thế thì đây là cái mà chúng ta cần quan tâm, đó là vẽ mô phỏng lại thôi. Nhớ là vẽ mô phỏng lại cầu thang đó nó có rồi, hoặc là ít nhất là nó chưa có xây nhà thì phải vẽ theo giống cái bản vẽ két đấy thôi. Các bạn ít chớt lên một cái đoạn bao nhiêu kệ nó ha, không sao, để làm gì. Bây giờ tôi cầm cái cạnh này tôi kéo ra đây này, đó, nó lên tới chỗ này. Đó, nó bắt theo cái này. À, các bạn có thể dùng cái bắt dính được nha. À, nhưng mà không cần đâu. À, nó tương đối như này là chính xác, gần như là chính xác như này được rồi. Thế nhưng mà nó không phải ở đây, nó khá là phức tạp đó. Như này, nó hiện giờ nó đang làm ngang như này. Nhưng mà cái cầu thang nó làm ngang đâu. À, đúng không? Thực ra cái cao độ của nó sẽ như này này. Các bạn sẽ phải nhân cái khoảng này lên ha. À, một bậc, hai bậc, ba bậc, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Tám bậc thì sẽ nhân 1, 7, 10. À, 8. Xong là còn đây 9, 10. À, là 1m7. À, bởi vì tổng cộng cả bậc dưới này nữa là 10 bậc. 10 bậc thì cái này nó sẽ phải cao là 170. 1700. 1700. Đó. Chúng ép này đây. À, nhưng mà không phải cái này là 1700 mà là cái điểm ở trên này này. Điểm ở trên này là 1700. Để xem nào có nhầm lẫn gì không. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lên cái chỗ này là 170. Lên chỗ điểm chỗ này này. Lên cái mặt bậc ở chỗ này là phải là 170. Nào, bây giờ chúng ta xoay sang mặt phân, chúng ta sửa lại ha, cho nó chính xác. Cái điểm này mới là 170 này, hai cái điểm trên này này là 170. 1700, 1700. Cái này nó sẽ lụt thụt xuống 100 nên nó chỉ còn 1600 thôi. Đó, nó như vậy nha. Như này là chính xác về cao độ, không có sai được. Nhưng bây giờ chúng ta nhiệm vụ của chúng ta là sẽ đi lối hai cái cạnh này lại. Ha. Đây, chọn hai cái mép cầu thang này, chúng ta lối để có được các cái đường ha, có cái đường như thế này này, đó, như bên này, như đây này, thấy không?
nó lối lại nó chính xác theo giống như là mặt bằng nó đổ xuống ấy. Đó. Cái này là hình chiếu của cái này mà. À, thế thì các bạn sẽ lối lại bằng cách con nắp, nhưng mà các bạn sẽ đếm ở đây có bao nhiêu thì có lối bấy, 8 thì chỗ này lối 7, 2, 4, 6, 7 à, đây là 7 7 đường đúng không, 7 đường. Nếu các bạn thấy mặt bằng nó giống xuống là giống xuống đây đúng không, đó, chính xác 100%, đâu có sai đâu, nhìn mặt tốp này đó, thấy không, chính xác tuyệt đối, đâu có sai đâu. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái mặt này để nó có được cái bậc cầu thang giống như này đúng không, giống như trong trường hợp này này. À, thấy không, nó lên đây ra đây đúng không, lên đây ra đây đúng không, lên ra cứ thế đúng không. Rồi bây giờ làm như sau, chúng ta sẽ chọn một cái mặt ha, là mặt đầu tiên là mặt này, chúng ta sẽ dùng lệnh hình form x đây, lệnh này nha, đó lệnh hình form x nha, nhấp vào bảng setting của nó. Chúng ta sẽ đánh cái giá trị tương đối nào đó bằng 40 độ đi ha, góc quay quay cái mặt này nhưng quay bật lên ha, để chúng ta tạo được một cái mặt mới. Các bạn từ từ hình dung ra này, nhìn các bạn nhấp vào cái nút pick hình ha, nút vào cái nút này này ha, đây này pick hình nha, đó, và đi chọn cái cạnh này, chọn cái cạnh này này là xong. Ok, nào chúng ta làm thử nha. Nhấp vào nút pick hình và nhấp vào cái cạnh này. Đó là nó bật lên được một cái. Các bạn cứ tạm thời ok ha, được một cái mặt như này. Đó. Nhưng mà nếu mà nhìn mặt này rác này, chúng ta sẽ có cái mặt này nó lên hơi cao. Lên cái này cứ cho là khoảng 35 là thôi, thì lỡ cái kích thước và chiều cao như thế là nó quá, chúng ta sẽ chỉnh lại đồng loạt nhanh lắm, không có sao nha. Nên là chúng ta tiếp tục với cái mặt khác à, chúng ta tiếp tục với cái mặt khác chứ không là không sửa lại, mà chúng ta sửa đồng loạt ha. Nên chúng ta chọn tiếp mặt này, lại tiếp tục hình form x ha, pick hình nhấp vào đây, các bạn bật lên được cái này ok. Tiếp tục những cái hành động này các bạn không làm đồng loạt được ha, đừng có lười. À, bởi vì chúng ta có vài bậc thôi, à, không có đến hàng ngàn bậc đâu. Thế nên là chúng ta đừng có nghĩ là có cách nào làm phát ăn hết không thầy, và không, tiếp tục gần mặt này nhấp qua đây, pick hình nhấp vào đây, ok. Các bạn làm thạo, các bạn làm lẹ lắm, đừng cứ ngồi đấy than ngắn thở dài, ha, nhấp vào đây. Thế bây giờ chúng ta sửa như nào? À, chúng ta nhấn phím F. À, đây nó như này, sửa như này nhá. Nhấn phím số 1, chúng ta quét trọn hết cái lỗ như này. Đó, quét nha. Bởi vì chúng ta nhấp thì chúng ta chỉ chọn được một điểm bên này, còn điểm bên kia có được đâu. Thế chúng ta có thể căn giống theo cái lưới này này. À, nhìn cái lưới nó rối mắt quá. Thì các bạn có thể là đánh vào đây nó là 100, bao nhiêu cũng được. Vì chúng ta không vẽ theo lưới, chứ vẽ theo lưới các bạn cắn căn theo lưới được, đánh đúng cái lưới là 170 thì cứ căn theo nó vẫn được, cách nào cũng có cách chơi. Là chúng ta sẽ chỉnh lại cái này đi theo hai chiều, cứ vuông góc như này là được ha. Đây là cái coi như cái phần cầu thang nó xây ra như này, phần dưới là đổ bê tông, phần này là xây gạch, sau đó chúng ta mới làm cái mặt bậc để trên đây ha, một cái mặt bậc trên ha. Đó, như này là xong, nó đồng đều hết rồi, đâu nữa. Thế thì nhiệm vụ của các bạn bây giờ làm cái mặt bậc ấy, cái mặt bậc ở đây này, xong là làm một cái miếng ở đây nữa đó, như thế nha. Nhưng mà trong cái bài này thì không có phải là hướng dẫn các bạn làm hoàn thiện một cái cầu thang, mà thầy hướng dẫn các bạn cách sử dụng các công cụ trong Edit Poly để chúng ta ứng dụng nó làm cái gì ở trong cái công việc của chúng ta ở đây thôi, trong cái trường hợp bài này thôi. À, đây là cái cách mà thì sẽ làm cái cầu thang nó như vậy ha. Thế thì ở đây các bạn có thể vẽ một cái bậc riêng, vì nó cái bậc này nó to, nó dời riêng ra đây ha, mà nó eo eo cong cong, thì các bạn vẽ bằng đường line ấy, chớt lên là được rồi. Thế còn giả sử ở chỗ này nó có cái mặt chỗ này nữa đúng không, cái mặt chỗ này thì nó này ác cái chỗ là đây này, nó chia làm ba hai ba ha,
nó chia làm ba như vậy. Thế thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Thầy sẽ hướng dẫn nốt các bạn cái chỗ xử lý này, còn cái ở trên này nó tiếp tục như vậy, nó tiếp tục giống cái ở dưới thôi. Cái mặt này các bạn sẽ phải chớt ra đây khoảng 100, chớt ra 100 nha. Xong là các bạn có thể chớt hết ra cũng được, chứ trên thực tế cái chỗ này nó lắm chuyện lắm nhé, nó không hẳn, nó không phải là chớt ra 100 đâu. Bởi vì cái mặt bậc này nó còn cao lên đây 170 giống như cái bên này nha, đúng không? Nhưng mà cái từ cái chỗ này này nó cố định qua bên đây ha. Đó, nó phải bằng lên đây ha. Nhưng mà từ cái chỗ điểm chỗ này này nó bắt đầu xoay, nó lên một cái bậc nữa ha. Đó, lên đây nữa. Rồi từ chỗ này nó cũng lên nữa, lên chỗ này phát nữa ha. Rồi nó ra đây nữa để nó được ba lớp mà. Cùng một cái cốt bê tông ở dưới đây này. Đó, cùng một cốt bê tông nó sẽ phải lên ở đây ha. Đó, đi ra đây nha. Rồi từ chỗ này nó chia mạch ra lên tiếp ha, nó như vậy. Nên thực ra là cái này đúng, người ta đổ bê tông như này, từ đây vòng lên đây đi ra đây. Nhưng các bạn có thể vẽ cho cái này ít chớt phát ra đây cũng được, không sao, không ai bắt bẻ gì các bạn đâu nha, không có vấn đề gì cả. Đó là cái cách chúng ta xử lý nên cho nó nhanh gọn, tương đối, không cần phải theo kết cấu thực sự của cái cầu thang ha. Đó, thì để thầy hướng dẫn các bạn cái cách xử lý như vậy để chúng ta ra được hình hài. Ok, nên là chúng ta sẽ từ đây chúng ta cứ chớt thẳng ra đây mà phát được ha. Lít chuột phải ít chớt, các bạn sẽ chớt ra, thầy không nhớ là cái này là bao nhiêu, là 800 hay 1000 gì đó, 900 hay gì đó, cứ chớt ra đây đã. Đây này, đây là nó thêm, nó kéo ra đây ha. Đấy, nó tới cái tường này này đó. Thế thì bây giờ chúng ta mới làm cái việc là chúng ta chẻ ra làm ba, chớt lên từ đây cũng được, hoặc các bạn chớt lên một cái xong bạn chẻ cũng đều được, thế nào cũng được ha. Mình từ cái mặt này này các bạn ít chớt lên 170 ha, ít chớt lên 170 thì các bạn đã được cái mặt đầu tiên. Nhưng chỗ này các bạn sẽ phải chia làm ba nữa ha. Hoặc là các bạn chia làm hai để các bạn chớt thằng này phát, chớt thằng này phát. Thế nên các bạn sẽ chớt từ đây cũng được ha. Đó, chớt từ đây lên cũng được luôn. Cũng có thể có những trường hợp là người ta không phải chớt từ đây đâu. Đây này, cái cách làm của người ta này, này có thể là chớt từ đây ra đây, từ đây ra đây ha, để được ba mặt này ha. Nhưng có trường hợp là người ta từ đây ha, từ cái chỗ này đấy, ra đây chứ không phải là ở đây đâu ha. Vì cái cầu thang nó quay tùy cái trường hợp. Thế các bạn có thể chia đại đi ha. À, nhớ là chớt lên được trước cũng được, hoặc chia trước cũng được, như nhau hết á, cách nào nó cũng như nhau. Thì giả sử là thôi chia xong đấy, giả sử bây giờ nó vẫn như này nhá, chia thì các bạn dùng cái lệnh cớt thôi nha, chọn vào đây, chọn cắt ra đây một cách tương đối thôi đó. Rồi các bạn sẽ click chuột phải kết thúc để tiếp tục cắt đây phát, cắt vào đây phát, nó một cách tương đối nha. Xong là bây giờ chúng ta mới nhấn qua phím T là về cái mặt bằng ấy, để chúng ta mới đối chiếu ha. Đó. Đối chiếu là chúng ta nhìn xem những cái điểm này này nó có chính xác đấy, bắt bậy bắt bạ mà vẫn tương đối chính xác này, thấy không? Kéo xích ở đây thì chính xác chưa? Kéo đây chính xác chưa? Nhân phim P tiếp. Bây giờ chúng ta mới chớt từng mặt này lên, thằng này thì lên 170 thôi, có thể các bạn lên đồng loạt ba cái, các bạn chớt lên 170 xong lại bớt đi một cái để còn hai cái này thôi, lại lích chuột phải chớt tiếp, bớt đi lốt cái này nữa ha, còn cái này chúng lại chớt lên tiếp. Ok, như vậy là chúng ta đã có được cái cầu thang này này, P F 3 đó, thấy không, ba cái bậc cầu thang nó lên như thế này, 170 170 170 170 đi lên đây, từ đây nó đi lên tiếp. Nhưng mà thực ra các bạn sẽ phải hiểu cái chỗ này này, cái kết cấu ở chỗ này, nếu mà các bạn vẽ ở đây nó không sai, nhưng mà thực ra cái kết cấu nó như thế này này, chỗ này nó đổ bê tông ra đây 100 đó, cái chỗ này này nó dày ra đây 100 này đó, đó nó dày ra 100, nó ra đây đó, nó dày ra như vậy. Có những lần thì nó không có đổ ra đến đây đâu ha, nó sẽ đổ ra một đoạn ở đây thôi đó, đoạn từ đây 100 này lên, xong nó bắt đầu lại chớt từ đây lên, nó như vậy. Hơi khủng khoảng lằng nhằng về kết cấu nên là thôi các bạn cứ vẽ đại đại thôi nha. Rồi chọn cái mặt này, chọn hết cả ba mặt này, bốn mặt này luôn được ha. Các bạn
ra 100, ra cho thầy 100. Đó, thực tế là nó như thế. Xong là từ cái này này mới bắt đầu lại chớt lên ha. À, chớt lên bao nhiêu cũng được nha. Trong đó các bạn mới kéo cao lên và làm theo đúng cái cao độ của mặt bằng kép đấy, các bạn lại đấy thế này, các bạn kéo theo cái này nó lên tới chỗ này ha. Thế này nó ở đây này ha. Đó, nha, nó giống theo như vậy nha, nó giống theo như vậy. Cái vị trí cái mặt này nó như thế này nó ok, và các bạn tính theo cao độ thôi. Ở đây là nó có bao nhiêu bậc, ví dụ là từ đây lên giờ này đấy, các bạn sẽ chỗ này nó bị chảy mất cái này, 1 2 1 2 3 3 bậc, thì 3 các bạn nhân thêm lên nữa là chúng ta nhấn phím L này, từ đây này lên đây này đấy, là từ cái mép chỗ này này ha, là lên thêm chính xác luôn. Thì các bạn cứ chọn điểm này, ví dụ là 2002 ha, 2002 mà chỗ này thêm 3 bậc nữa thì nó các bạn sẽ thêm cho thầy là ví dụ 170 nhân 3 nó là bằng 510 với 2200 là 2520. Cái điểm này nó phải là 2520. 2520. Đó. Không có gì sai sai. Mấy bậc? Nhìn hột vịt lộn tí. 1 2 3 3 bậc nhé, 3 3 5 a, cái này 7 đúng rồi ha, là cái này 2720 2720 đó, 2720. Thế xong bây giờ chúng ta lại tiếp tục chia tiếp thôi ha. Chúng ta chia cái hai cạnh này này, nhấn phím số 2 này, chọn hai cạnh này này nhá. Đó, các bạn chọn hai cạnh này ha. Đó, chọn hai cạnh này, các bạn lại click chuột phải con nách tiếp, các bạn chia ra làm hai thôi thì được 3 bậc đúng không? Đó, xong rồi các bạn lại dùng cái lệnh hình form x thì các bạn lại bẻ được cái cầu thang này lên. Đó, đây là cái cách thức làm cái vẽ cầu thang bằng edit poly từ một khối duy nhất thôi, rất là chính xác, gần như là tuyệt đối theo cái bản vẽ mặt bằng, đâu có sai đâu nha. Đó, thì các bạn chú ý những cái tình huống xử lý edit poly. Chúc các bạn một buổi học vui và thành công với những cái công việc, những cái dự định của mình ha. Và hy vọng chúng ta sẽ lại gặp nhau trong những clip tiếp theo, và tốt nhất là gặp nhau được ở trên lớp học, thì khi chúng ta có rất là nhiều thời gian và có đi với nhau một chặng đường dài ha. Quan trọng là như thế, học hành một cách cực kỳ bài bản. Đó, và nó là cầm tay chỉ việc thật sự tại lớp. Thôi, thầy ngưng clip đây. Bye bye, hẹn gặp các bạn lại sau nhé. Green Academy 한국에서 나온 학원.